Này là chợ xem nè các bạn, chợ này bán đồ nhiều lắm. Nó lâu rồi mà. Có bà đây đâu mất rồi. Em đi đi. Em đẩy như vậy trong này ra. Wow, có TV đẹp không? TV có nó mỏng rồi các bạn, mỏng lét. Cái này 1.700, 1.800. Đồng hồ đủ các loại đồng hồ hết. Mấy đồng hồ này mặc bàn kia luôn. Này là máy giặt máy sấy. Này là máy giặt, cái này là máy sấy. Này là tủ lạnh hiệu LG, như là cái
cái bếp lò nấu cơm, bếp lò cái microwave. Đây bán đủ đồ hết trơn, không có thiếu gì hết. Là bàn mũ ghế này là nồi chảo rồi các bạn. Nồi lên đào tay đi đi cầu. Ăn đồ biển nè các bạn, tôm, tôm cua, này snow crab, nhiêu phao, có cái cô kia kìa, nè, đó. Bữa mình mới mua thùng 300 đó mà.
bông chua. Còn nghe là sushi, tôm, em nó có càng cua nè, càng cua, ủa càng này càng cua hay càng tôm biển? Tôm là chắc, càng tôm càng 3-4 đồng kìa, càng cũng tôm chứ cua đâu là cua. Tôm hả? Uh-huh. Này là cá salmon smoker. Này là thịt bò các bạn. Cục này 180, cục này 351 đồng. Này là gọi là steak á. Này là cá. Mới trái gì vậy? Sai mình cái lụ hả? Thịt của con cừu nè. Gà nướng. Cái sườn bò nó rẻ là từ thẻ, từ miếng sườn, từ miếng nhỏ nè, 40 đô một miếng thịt bò. Quá trời thịt bò luôn. Đây tới thịt heo. Đây cũng có 11, 12 đồng cục này em, cái đùi nè. Đó. Mấy này hả? Này là thuốc tây.
bông, bông thiệt. Rượu trái cây. Có cái rượu này rẻ rề. Rượu trái cây. Rượu đó. Có màu nó khác. Mấy cái chai gì vậy? Cái này là pin, các loại pin size, các cỡ pin từ nhỏ tới lớn. Vừa bọc hả? Kiếm chip gì không bọc hay bọc về ăn bảy nam chip nữa nè. Nó đi có cồ hả? Ừ. Kẹo nó ngon lắm á. Kẹo chốc quét nhiều ra rồi. Kẹo sô-cô-la quá trời luôn. Máy chạy tập thể dục là 600. Thôi thì mua đi ở. Con này gì vậy anh? Đâu? Ơi, phải không? Dạ con đi không? Hai con đi. Nhớ con không? Hello, phải không? Con nhớ con hả? Con ổng con lên lấy kẹo đó con nhớ không? Nhớ. Mới đó lớn rồi ha. Quốc cho đầy đầy bình xe, một xe dễ mập rồi luôn hả? Dạo này là ăn đã 19 đồng. Ăn còn cả đống ở nhà. Như lại lấy cái một hộp bánh burger gì đó cho cái này nó có đây. Hello. How are you? Good. Cái này nhìn thấy ngon quá, ăn được không ạ? Cho canì, nô cho canì nó ăn đó, chứ không phải mình ăn ngang. Nó ăn sáng nó đi học. Ăn còn hết chứ ta, nó bình thường.
có cây bông gì ngộ hả? Nó cái bông gì ngộ có cái góc lên bông. Đi chợ hết luôn. Mẹ nó đi mua bánh mì rồi. Hello, lâu gặp quá. Ừ. Chợ. Chợ đâu? Trời ơi, quay phim nữa đây kìa. Đi chợ Việt Nam. Đang quay hả? Đâu có đâu. Chớp chớp kìa. Đi ai? Đi bà hả? Ừ. Đi mua bánh mì rồi. Lâu gặp quá, lâu phải quá. Không? Cũng được. Con mới nói có rảnh ghé chơi. Ok. Hôm nay làm sao vậy? Cũng được, cũng bình thường. Bye. Đây chợ Việt Nam toàn là đồ Việt Nam không à các bạn, đủ loại hết. Này là bạc hà. Mua bạc hà vậy nấu canh chua đi. Cà chua. Ok, mình lấy rau quế đi, ngò gai. Ngò gai. Quế nha các bạn. Này là giá. Tới này là cá bán đây nè các bạn, cá này là cá ngừ nè, cá ngừ nè. Cá trê nè các bạn, cá trê con bự bự không. Đây là cá trà, nó cắt khúc khúc nè. Này.
này là gia vị nấu đồ ăn này các bạn, đủ thứ, kính thưa các loại luôn, đủ loại gia vị hết. Rồi sao mình lấy con gà này ra coi. Sắp mình kiếm cái bọc bỏ vô để nó chảy nước giờ. Mua gì nữa không em? Bánh phai mì, bánh này gì xôi, bánh bao, đây là bánh tiêu nè các bạn, bánh tiêu, bánh tét trong này. Bánh tằm, khoai mì, bánh khoai mì nướng. Ngon không? Lạp xưởng nè. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Mình đã đi chợ xong cho ngày cuối tuần rồi đó. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Nguyên Ly USD.